Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Trên tay mình đây là chiếc điện thoại mới nhất, màu hot nhất hôm nay, Samsung Galaxy S24 Ultra màu xám titan. Và đây sẽ là video trên tay thử xem em máy này nó có gì mới, có gì thú vị. Nào, let's go. Ok, đầu tiên thì mình nghĩ nếu chỉ nhìn như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nói là nó cũng chả khác gì so với S23 Ultra cả. Nhưng mà mọi người đã lầm rồi, đúng là mặt sau nhìn nó giống thật. Nhưng mà các bạn nhìn những thứ xung quanh đi. Đây, nó được thay đổi rất là nhiều thứ. Đầu tiên mình sẽ nói tới cái chất liệu trước. Thì S24 Ultra chúng ta sẽ được làm bằng chất liệu là titan với một độ bền rất là cao, chống chảy xước rất tốt. Và đây là năm đầu tiên mà Samsung trang bị cái vật liệu này trên những thiết bị của họ. Và các bạn nhìn đi, đây là màu xám titan này, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn màu này quen quen không? Mình cũng thấy khá là quen đó. Rồi tiếp theo là cạnh viền, mọi người thấy không? Cạnh viền năm nay đã được làm vuông vức hơn này, mang lại một cảm giác cầm nắm nó chắc chắn hơn. Đặc biệt là màn hình của chúng ta sẽ không còn là màn hình cong về hai bên nữa, mà đây sẽ là màn hình dạng phẳng hoàn toàn. Đó, bốn cạnh nó đều mỏng đều nhau như thế này. Thực ra thì mình thấy có một vài bạn phàn nàn về cái màn hình trên S23 Ultra là cái màn hình cong đó nó dễ cấn, dễ móp, rồi khi sử dụng nó cũng dễ bị cảm ứng nhầm. Thì năm nay Samsung đã lắng nghe ý kiến người dùng và họ làm cái màn hình dạng phẳng hoàn toàn như thế này. Như mọi người thấy là bốn cạnh đều mỏng đều nhau, nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ thích. Đó, các bạn thấy không? Nói chung là mình thấy thiết kế của S24 năm nay đẹp hơn S23 năm ngoái và cảm giác cầm nắm cũng thoải mái hơn, chặt tay hơn. Rồi chúng ta qua một vài những thứ khác đi. Ví dụ như là năm nay chúng ta vẫn có bút S Pen này. Đây, đó, thứ đặc trưng của dòng Note được đưa lên dòng S. Đó, cho một cảm giác sử dụng cực kỳ là thoải mái. Với cái bút này thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng để ghi chú này, để nốt, để làm việc các thứ rất là tiện lợi. Với cái bút này cộng thêm cái việc là năm nay Samsung đã nâng cấp rất nhiều về mặt AI với những cái tính năng hỗ trợ cực kỳ là tiện lợi, nên là các bạn có thể sử dụng cái bút này để thao tác, để làm việc, để học tập tiện hơn, có ích hơn, hữu dụng hơn rất là nhiều so với S23 Ultra. Một vài những thứ bên lề khác thì S24 Ultra chúng ta vẫn sẽ có kháng nước, kháng bụi IP68, nên là các bạn cứ sử dụng thoải mái, không sợ bị vào nước, không sợ bị bụi bẩn các kiểu. Cái viền titan này lúc nãy mình cũng đã có nói là nó chống chảy xước cực kỳ tốt, nên là S24 Ultra năm nay mình thấy là cái độ hoàn thiện của nó rất là ok. Và đây là cái thay đổi mình thấy là tích cực trên S24 Ultra. Rồi chúng ta đi vào bên trong đi. Năm nay chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, mang lại một hiệu năng mạnh mẽ hơn 8 Gen 2 năm ngoái. Theo mình nhớ là năm nay Samsung họ còn nâng cấp về cái hệ thống tản nhiệt, để khi các bạn sử dụng những tác vụ nặng cũng như là chơi game, chúng ta sẽ có được một cái hiệu năng tốt nhất, chúng ta có thể dùng được lâu hơn, mát hơn so với dòng trước. Theo như thông số mà Samsung công bố thì GPU năm nay được tăng lên tầm khoảng 30% cho đồ họa và hiệu suất mạnh mẽ hơn. CPU là được tăng tầm khoảng 20%, xử lý nhanh hơn, tiết kiệm điện năng hơn so với S23 Ultra. Hiệu năng của S24 Ultra năm nay theo thông số thì mạnh hơn S23 năm ngoái, cũng như là nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Điều này thì mình cũng chưa test thử nhiều nên là mình cũng chưa kiểm chứng được. Sau này sẽ có những video chi tiết mình sẽ test thử cho mọi người nhìn được một cách trực quan nhất. Có một điểm nữa là S24 Ultra năm nay còn được hỗ trợ Ray Tracing cho đồ họa ấn tượng hơn, cho cái khả năng chơi game cũng như là trải nghiệm của mọi người tuyệt vời hơn rất là nhiều. Samsung Galaxy S24 Ultra năm nay thì được trang bị một viên pin lớn có dung lượng lên tới là 5000 mAh, hứa hẹn cho một thời gian sử dụng pin thực sự là ấn tượng. Còn về chi tiết thì mình sẽ test cho các bạn trong một video sau. Thêm nữa là thời lượng pin như Samsung công bố thì S24 Ultra này các bạn có thể xem video lên tới là 30 giờ, nghe nhạc lên tới là 95 giờ. Về phần camera thì Samsung Galaxy S24 Ultra có camera chính có độ phân giải cực cao là 200 megapixel, hỗ trợ zoom quang học chất lượng cao 2x ngay bên trong cảm biến này. Bên cạnh đó thì chúng ta có một camera góc siêu rộng độ phân giải 12 megapixel, một ống kính 10 megapixel cho khả năng zoom quang học 3x và một ống kính 50 megapixel cho khả năng zoom quang học 5x và zoom quang học chất lượng cao 10x. Camera selfie của chúng ta thì sẽ là 12 megapixel. Với thông số camera như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi một chất lượng hình ảnh thực sự là sắc nét, với cảm biến lên tới là 200 megapixel là cho được những bức ảnh độ chi tiết cao hơn này, sắc nét hơn này, những bức ảnh zoom cũng chất lượng hơn. Thêm nữa là năm nay chụp đêm cũng tốt hơn với kích thước điểm ảnh lớn gấp 1,6 lần, OIS tele rộng hơn, bạn có thể thu được những bức ảnh và thước phim sáng hơn, ổn định hơn nhiều, thậm chí là đối tượng ở rất xa cũng có thể hiện lên được rất là rõ ràng. Và đó là những cảm nhận đầu tiên của mình về Samsung Galaxy S24 Ultra. Để kỹ hơn thì sau này mình sẽ làm một video đánh giá chi tiết cho mọi người sau. Rồi các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy S24 Ultra? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.